chân ở sẵn nên là ha, có xem sao nha. Bữa nay con thay mặt cho bác Tư ở Mỹ và bốn cô ở Mỹ, con tặng bà mỗi người cho bà 200 ngàn và 400 ngàn nha bà. Dạ. Dạ rồi, cái này số tiền 400 ngàn con tặng bà. Dạ, hai ngoại đừng có khóc. Rồi cho ngoại ăn Tết vui nha ngoại, giữ gìn sức khỏe hơn. Cái này là số tiền 500 ngàn con gửi tặng ngoại của bác Tư với bốn cô ở Mỹ á. Dạ, bà ngoại nhận đi. Con tên gì vậy? À, dạ con tên Trang. Xe được nhưng mà bây giờ là phải chặn lại cho cả nhà có được cái đường hoa đi bộ đó. Đây một góc quảng trường công viên Sa Đéc, đường hoa đây, ủ thứ các loại hoa hai bên đường đó nè, cúc mâm xôi lên chậu luôn nè. Ba phần đặc trưng ở Sa Đéc sẽ là hoa cúc mâm xôi nha, với vàng thọ. Đi đây cho các nhà coi. Bên kia cho nghe tiếng múa lân rồi kìa. Buổi chiều.
đẹp lắm rồi các bạn, giữa công viên nè. Cả nhà có thể về đây chụp ảnh nha. Đây mình ra vô tự do giống như con đường hoa vậy đó. Chú đang chăm sóc hoa nè, thời điểm này chăm sóc để mà tết rồi vừa luôn đó nè. Giờ cũng là tết luôn rồi, cho mai mốt bà con du lịch mấy ngày mùng về sáng nhiều lắm. Trần nghe dễ thương quá, quá Trần dễ thương. Rồi đi con lên tivi đó, dễ thương quá. Đẹp. Rồi mặc áo dài thước tha ra dáng con gái nè. Kỷ niệm Sa Đéc năm 2023 cả nhà. Bé dễ thương quá. Rồi con đi đi, con bước vài bước đi. Con đi bước vài bước đi, con bước vài bước bình thường đi. Rồi cảm ơn con. Đầu đường hoa Sa Đéc này cả nhà, có mùa hạnh á, em thấy có cặp hạnh rất là lớn luôn nha. Cặp nè. Chú nói 6 triệu á. 6 triệu 600 ngàn một cặp nha cả nhà. Cái nó đều và lớn nha, rất là đẹp luôn. Dạ. Cái này mình lên chợ bữa nào chú? Chú dọn ra đây. Bữa 22 là ra đây rồi hả? Con ít quẹo vô nhánh này con không biết. Cả nhà mua hoa đi đường cặp đường công viên Sa Đéc nha. Dạ con cảm ơn, con chúc chú Tết này bán đắt nha. Dạ, đây là bắt đầu một cái đường hoa xuân này cả nhà. Phía bên tay trái của Trang sẽ là bán hoa mai và cái cổng chính của cái công viên Sa Đéc á. Cặp theo con đường thời điểm này là hoa đã lên chợ hết rồi, đoạn đường rất là dài luôn. Bữa nào Trang có thời gian Trang quay chi tiết cho cả nhà coi nguyên đoạn đường này nha. Thì các bạn sao đang đến với kênh Trang Hoang, rất vui được gặp lại với bà cô chú anh chị và các bạn tại ngôi chợ Sa Đéc. Và hôm nay là chiều ngày 25 Tết rồi cả nhà, Trang có dịp đi về lại Sa Đéc nè, thì hôm nay Trang sẽ giới thiệu đến ông bà cô chú anh chị và các bạn phong cảnh của buổi tối chợ chiều, chợ trái cây, và tất cả những mặt hàng dưa hấu trái cây đều lên chợ hết rồi.
và cả nhà cùng đi với Trang nha. Chúc cả nhà có một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và bình an, một năm thật là nhiều niềm vui và an khang thịnh vượng. Bây giờ thì đi thôi. Thời điểm hôm nay là ngày thứ hai nên là không phải là cuối tuần nhưng mà vẫn có khách du lịch trở về Sa Đéc rất là nhiều nha cả nhà. Hôm nay thì Trang sẽ đi với chú Quý nè, hai chú cháu sẽ đi chợ. Dạ đi chú. Đây là khung cảnh bên ngoài nè, bán những cái mặt hàng mà cả nhà thấy quen thuộc không? Xa xa sẽ có những cái trang trí Tết. Và bây giờ Trang sẽ đi vô trong cái chợ trái cây để cho cả nhà cảm nhận không khí Tết. Và chủ yếu phiên chợ hôm nay không phải là chia sẻ về những hình ảnh Tết quá nhiều mà để đi rong ruổi tìm những cái hoàn cảnh khó khăn trong chợ. Nếu mà tình cờ Trang gặp được, Trang sẽ chia sẻ giúp cho bà con có tiền ăn Tết thay mặt Mạnh Thường Quân. Tại vì rất là cận Tết rồi cả nhà. Thời điểm này rất là cận Tết luôn rồi. Trang tranh thủ đi được nhiều chợ hơn. Để coi đây, này có chú bán xôi nè. Xôi xôi của chú cũng lâu năm lắm rồi đó. Đúng. Trái cây, ngân hàng bánh Tết lên chợ hết rồi nha. Để tới. Cả một dãy hàng trái cây nè. Cam sành đây. Điện nhất á, có pháo giả á, làm nó hành tráng lên cả nhà. Để đi xúc lại coi. Chú biết trái đó không? Nó là trái dư á, nó giống như là cái thuộc họ cà độc dược kia, nó rất là độc. Nhưng mà tại cái tên nó là cái trái dư thôi, nên người ta trưng cho cầu sự dư giả trong nhà thôi. Chứ nó không ăn được thì trái đó nó rất là độc. Dạ, bởi con nít nó không biết á, nguy hiểm. Dạng như họ cà, nó như cà tím cà phổi rồi đại loại đó. Rồi hàng bánh kẹo mứt ngày Tết. Nhà thấy không khí chợ Sa Đéc hôm nay nắng vậy không? Khi nào mà Trang đi chợ trái cây á, rồi Trang đi mua ngày cúng á, thì Trang sẽ đi quay kỹ cho cả nhà coi. Nè, khách du lịch về nhiều, bà con đi từ làng hoa qua cũng có me chua me ngọt đủ loại. Trái cây nè, mình đi qua cái mặt bên đây, bên đó thì ngược xe cam kìa. Chú thích ăn trái gì? Chú đi vòng hay có gì chú kêu coi. Mận, trái cây ở đây là trái cây đây là quanh năm luôn đó chú. Ngày thường nó cũng vậy đó nhưng mà nó ít hơn xíu. Bưởi. Chậu, chậu phong thủy chỗ này không tốt rồi. Chậu phong thủy chỗ này không tốt rồi, thử cái này hoài vậy đứt tim luôn á. Nghe bưởi được nghe pháo nổ nữa. Bưởi đèn chớp pháo hoa. Mình đi tiếp. Đây là xưởng hả? Dạ. Bưởi hả? Tùy loại, cái bưởi này giống như là bưởi dạt. Còn ví dụ như bưởi lên kia là bưởi da xanh. Mà bưởi này cái nó như nó già hay gì vậy đó. Thôi đẹp rồi đó. Bến Tre ruột đỏ. Con biết cái này là xưởng hả? Xưởng. Đó người ta làm nhà hết luôn. Ở đây cả nhà. Ở trái cây nè. Những ngày này thì những cái mặt hàng mà như là mấy cái trái mà cầu đủ vừa xoài rồi thì chưa có nhiều nha cả nhà, chỉ là trái cây thông thường thôi. Những cầu ngon đó. Đoạn đường bốn góc đường đều trái cây hết. Năm nào nó cũng bán bao nhiêu đó hết đó cả nhà. Cái trái đó là trái dâu tầm đó chú. Dâu tầm ở quê mình chứ không phải dâu tầm Đà Lạt. Nó ăn nó chua chua ngọt ngọt. Đây là dễ xài.
quýt. Quýt này 30.000 ký rồi lẻ. Bữa con đi vô vườn quýt hồng á, mà người ta bán đâu 70-80 gì. Dạ. Quýt hồng với quýt đường, năm nay quýt người ta trồng không có trúng. Bạn con có nguyên vườn du lịch mà nó chết hết luôn á. Nó tự nhiên nó bị thúi rễ chết hết mà nguyên một cái khu của nó luôn, chứ không riêng gì vườn ai hết. Rồi nên là nó mới làm du lịch được, nó thúc đẩy lại á, chứ mà không chết nhiều. Quá chừng trái cây. Mận này ngon lắm. Mận rồi xoài chín cây 30.000. Mùa này chẻ mùa xoài. Nhau đủ. Mận người ta bọc á chú, người ta vô cái bọc từ nhỏ luôn. Mận nó ít thuốc sâu đó. Mận là nó phải bọc cái bọc ở ngoài, bọc từ nhỏ cho nó nông lên thành cứng trái luôn. Một giấy xài luôn nè. Mai mốt nó sẽ chừng ra mấy đủ mấy cái loại ngũ quả giống vậy nè, cầu dừa đủ xài sung rồi thơm đồ nó mới có. Mấy bữa nay nó chưa có, mấy bữa nay nó chỉ có là những cái dãy như là trái cây để lâu được ấy. Nên là nó sẽ bán trước thôi nha, lên chợ trước vài ngày để nó mới chôm có chôm cho nó đỡ sợ. Cầu chôm dừa đủ xài hả chứ? Đủ xài đó, hoa xà đét nè. Năm nay sao người ta chuộng cái nụ tầm sưng nè. Nụ tầm sưng. Dạ. Cái đó là hoa thiệt hả chú? Con không biết cái nụ tầm sưng đó đó. Hồi ta ấy xin chú sao. Đây các bạn về đây chụp cảnh hoa nè. Buổi tối chụp hình hoa sưng. Con ham chụp hình Tết áo dài lắm mà con không có thời gian đi. Mà con nói thôi qua Tết con chụp luôn. Buổi tối giờ sao đó là đầy đủ như vậy hết á. Vui ha. Bạn trẻ đi chụp ảnh ảnh Tết. Thơm, thơm hoa ghê hả chú ha. Thơm mùi hoa ly, chú đi xích vô để thơm. Nó thơm. Đây có những cái shop hoa ở chợ Sa Đéc này nè. Nhận kết hoa cưới, kết hoa đón tiệc, sinh nhật, cưới hỏi là. Nói chung là tất cả đều cắm hoa. Này tới Sa Đéc là lúc nào cũng hoa hoa chứ. Đoạn đường này sẽ bán đồ ăn uống. Thôi mình sẽ vòng ra phía trước rồi coi chợ thực phẩm, chợ cá và chợ nông sản. Nông sản là bán sáng đêm luôn, bán tới khuya luôn. Nghĩa là chợ đầu mối, bữa con đi tới Cà Mau mà người ta vẫn lấy đồ nông sản ở Sa Đéc xuống. Ở phía sau đông á. Thì mình đi cái đoạn trái cây này trước đó đó. Bánh mứt rồi nè. Sầu riêng, thơm á chú ha. Những cái loại sầu riêng, sầu riêng bò. Dạ, da bò. Dạ. Để con đòi cái chú đó coi. Chú ơi, con hỏi thăm chú xíu được không? Dạ. Chú bán sáng giờ được nhiều chưa? Mới bán ngày kia. Mới bán ha. Dạ. À, một ngày chú bán gì được nhiều không? Ngày ba chú mấy bốn chân. Dạ. Ờ, nhà chú đông người không? À, có mình nghe ngày nghe chú nghe bà chị cô cậu. Dạ. Nhà nhà mình người. Dạ. Một ngày vậy chú bán được đủ sống ha. Dạ. Dạ. Đi bán xa không? Đi vòng vòng đây hay sao chú? Nhìn vào có khi chú có cầu. Dạ. Chú có cầu những đông người bà chị. Dạ. Chú chuẩn bị gì cho Tết chưa? Nhà cái chú chưa chưa ha. Dạ. Rồi bữa nay con biết được chú ở chợ Sa Đéc nha. Dạ. À, con thay mặt cho bốn cô ở Mỹ con gửi tặng chú số tiền là 300.000 ăn Tết nha chú. Dạ dạ.
Có bốn cô gửi cho mình. Bà ơi, bà đứng vô đây giùm con đi. Bà đứng xích vô đây nè. Bà xích vào đây đi, con tặng quà cho bà. Bà đứng xích vô đây nè, con tặng quà cho bà. Để ở ngoài đó xe quá à. Bà đi bán được nhiều chưa? Bà đứng xích vô đây con. Dạ. Đứng té mà con mà. Một ngày bà bán được nhiều không bà? Dạ nhà có hai thằng con à, thằng con đi bán vé số. Dạ. Con. Dạ. Mẹ bỏ. Dạ. Bà ở gần đây không? Dạ. Bà ở gần đây không? Anh đi bán, rồi thằng này con đi bệnh hồi đó thôi. Thỉnh thoảng con đi chợ này hình như con có gặp bà. Nó bị bệnh hồi nhỏ tới lớn. Dạ. Mổ. Một ngày vậy bà bán được chừng nhiêu bà? Con mổ sỏi. Một ngày bà bán được chừng nhiêu? Ngày này bà không nghe. Một ngày bà bán được chừng nhiêu? Ngày bán được 100 hả, 120 hả? Dạ. Tết. Rồi mình ở nhà mình hay là nhà trọ hả bà? Chưa được. Mình ở nhà mình hay ở nhà trọ? Dạ. Bán kiếm tiền mua thuốc uống. Bà không có nghe. Dạ. Dạ. Chị hỏi bà là ở nhà trọ hay là ở nhà của mình? Dạ. Ở nhà trọ hay là ở nhà của bà hồi đó giờ? Ở nhà mà có đóng tiền cho cháu đi học. Dạ. Đóng tiền nhà trọ. Dạ. Đóng tiền nhà trọ cho cháu đi học. Dạ. Nhà trọ đi đóng nhà trọ tháng 1 triệu bạc. Dạ. Mới đóng hơn mấy triệu bạc. Dạ. 2-3 tháng. Dạ. Nó ở đi ăn học á. Dạ. Rồi bà đi bán mỗi lần bà bán vậy là bà phải dẫn theo anh vậy đó hả? Dạ. Nó mới đi học nữa rồi, đi nữa rồi. Dạ. Rồi sáng giờ bà chuẩn bị gì cho Tết chưa bà? Bà là trai mà mắt mờ nữa. Dạ rồi con hiểu rồi. À bữa nay con thay mặt cho bác Tư ở Mỹ và bốn cô ở Mỹ con tặng bà mỗi người dạ. Cho bà 200.000 là 400.000 nha bà. Dạ dạ. Cảm dạ. Ơn. Dạ rồi cái này số tiền 400.000 con tặng bà. Dạ. Dạ. Qua năm mới. Dạ. Sức khỏe. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. À bây giờ mình đi tới cầm. Bông hoa trái cây quá nhiều luôn đó nha. Này bà con một vài hoàn cảnh còn phải đi mưu sinh kiếm sống chưa có chuẩn bị gì cho Tết. Bánh xếp ha. Ừ. Vài bữa em mới đi qua chợ Tết, bữa nay em đi vòng vòng chứ. Ở đâu chị vậy nào? Đâu? Nơi bán cái số vòng vòng em mới đi đâu? Nha hả? Để em đi thử coi gặp chị không? Chắc vòng vòng đây ha. Dạ. 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 Lúc trước em cũng có cho đâu này nè. Dạ. Dạ. Để em đi thử gặp không? Chị có gặp thì chị kêu gặp em. Đây đây. Trái cây quá trời luôn hả chú. Buổi tối chờ buổi tối sao đấy. Giờ này cũng còn hơi sớm. Nhạt quá nhạt rồi cả nhà ơi. Đi qua đây cho đẹp chút. Trái cây nè. Nhà thấy không? Hai con đường trái cây. Xoài. Đây là cái dãy bán mà bán bánh mứt á. Giờ này người ta bắt đầu người ta mua bánh mứt trái cây. Ui. Đây là cái dãy bán bánh mứt này, cả nhà thấy không không? Thơm trái cây luôn á. Chợ Tết sao đẹp. Để Trang đi lui lại đây chứ. Kẹt xe rồi, để chút Trang quay rồi Trang hỏi thằng chị đánh bắt cái. Chồng nữa rồi, đi lại ra đẩy xe nha. Nhảy ông chồng lên kia quẹo xuống. Đoạn đường thôi đó là kẹt cứng luôn nha. Ôi trời, bên trồng cao rước bà chưa? Bữa nay chưa rước ông bà mà nó. Đó, một đoạn đường này cho cả nhà coi nè. Bánh mứt quá chừng luôn. Đây là một cái đoạn bánh mứt. Trái cây.
cây vương sen. Các bạn thấy về buổi tối xe đét đẹp không? Đoạn đường một bên là bán bánh mứt nè, một bên bán trái cây nè. Giờ này cũng còn sớm sớm, bà con chưa có đi nhiều. Cua. Bữa nay là chưa đông á chứ, ngày thường ta đi mấy ngày mà cỡ 28 á là người ta sẽ đi mua nhiều á. Đây có cái xe này nhìn ấm nè. Rồi mình đi ra thôi. À. Em ở đây chị hỏi thăm chút đi. Em ở gần đây không? Nhà không nói không hiểu hả? À khờ khờ ha. Xích vô. Ở đây chị giới thiệu hoàn cảnh của mình. Chị lì xì tiền xài tết nha. À, cái này là 300.000 của bốn cô ở Mỹ tặng em nha. Cảm ơn chị đi. À rồi, đó em có khờ hả chị ha? Là ở nhà với ai? Ở với mẹ đó. Thôi chồng ơi, dạ hai mẹ con ở nhà trọ. Bán trái cây sống qua ngày đó. Bán với số đó ai trả tiền trả lấy không trả thôi không hết luôn. Kiểu như không có biết gì chứ. Rồi hiểu rồi. Rồi em cảm ơn nhiều. Dạ. Đi cũng mấy thôi chứ dạ. Cho bé có tiền xài Tết. Dạ. Mẹ nó nói bán hôm nay ớt chết thì chưa có tiền mà mua đồ Tết luôn á. Dạ. Thấy thấy con ấy là chị chỉ giúp đỡ chị này được. Dạ. Chị thì chị cũng không có giàu có gì. Dạ. Có gì cũng cho. Dạ. Dạ 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 em rồi chị. Quá chừng bắt đầu bán lạp xưởng bánh tót rồi kìa. Đi ra ngoài. Dạ. Chị lấy tiền này đưa cho mẹ nó để nó cắt hồi đi lộn mà không dạ. Biết. Dạ. Đi tiếp cho nhà. Trời chiều. Buổi tối ở đây nè. Hai bên là trái cây hết. Có dưa lê, dưa lưới. Đủ. Dạ. Dạ. Dạ, để Tết em ghé chị. Bưởi nè. Ồ, bưởi này ngon. Bưởi năm roi. Ở bưởi da xanh ruột đỏ. Đó, một cái dãy đoạn đường đi ra đây. Trên cái cây nói chung là quá nhiều bánh bứt trái các loại nữa nha, xuân sa lét rộn ràng. Hai bên đường trồng bứt. Cái cây năm nay ra phần rẻ chứ mấy bưởi rồi 30.000, 30, 40, 50. Đúng là thời đại nghề. Về đây rồi nhìn thôi cũng thấy ngán ha chú. Nhìn thôi thấy cái gì cũng nhiều hết trơn rồi cũng không biết ăn cái gì luôn. Nghe thấy nãy giờ trái cây không? Cái này là sạp dưa hấu Tết duy nhất luôn à. Nó sẽ có những con đường dưa hấu mà ở ngoài kia chứ không ai ở đây. Đó. Dạ này để ăn. Này để ăn. Đó, dưa đường nha cả nhà. Có dưa vàng ở bển rồi kìa. Không khí dưa Tết là bên đây nè cả nhà. Buổi tối người ta mua đồ ăn đông lắm. Tối Sa Đéc rất đẹp nha cả nhà. Có dịp cả nhà đi thử một cái phiên chợ tối ngày Tết ở Sa Đéc. Đây là dưa hấu vàng. Nhìn nó đẹp quá hả chú? Trong cột có trắng tươi à? Ngặt ngắt à? Để chân ra à? Cái này ăn với đường tán. Dạ. Với đường tán. À, con thì thích chấm muối. Chấm muối nó ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Đó, dưa nè. Dưa này chắc ít hộp. Tám ký trăm hai bớt nha. Hộp giấy dưa.
cái này chắc cỡ mấy ký luôn, đặt xe luôn, chợ hơi tối ha, muốn làm thêm nè. À bây giờ mình di chuyển ngay đây, để đi vòng vòng đây. Chú xe. Đồ ăn hả? Đồ ăn nó có cái khu chợ thực phẩm hồi nãy nó có, nó còn nhiều, nó kiểu như là chia ra chợ nông sản rồi chợ thực phẩm. Chú ăn bánh tráng nướng à? Bánh tráng này ngon lắm luôn nè, mua thử ăn. Em ăn bánh tráng nướng và bánh tráng mặn á, bữa hỏi em mua ở đâu đây nè, ngon lắm. Không bán gì hết trơn. Không bán luôn. Em bán kìa. À. Đi vô. Là đứng bán kìa, người ta lợi kìa. Bán gì vậy? Cái này là chị lấy em nhiêu? À. 7.000 bánh. 7.000 bánh, lấy em ba cái đi. Chị lấy em bánh gì không chị? Dạ không. Béo dừa hả? Ngon ngán. Lấy 4 cái này đi. Bữa em ăn hình như ăn cái này nè. Ngon quá. Bánh chén này rất là ngon. Ăn vậy. Đây cho cả nhà coi nướng bánh là kiểu truyền thống ngày xưa, cái lò mình giống nhớ Tết ghê hết chú ha. Này phải có cái cây dừa chẻ ra cậu lặt lặt. Chú nhớ cái đó không? Cây dừa lặt á. Biết lên chóng hay gì? Dạ em cảm ơn nhiều. Đó, coi chị nướng nè. Mỗi lần đi qua Sa Đéc buổi tối thì chị rất là thích đứng coi chị nướng. Nó ấm, mới mốt mùa đông là ở đây đứng rồi. Ok. Mùa gì cũng được, chị nướng với cái nóng. Chị thấy cái lò than chị thiết kế đẹp không? Bánh tráng, rồi bánh phồng, rồi bánh tráng chuối. Chú ăn bánh tráng chuối gì không? Đính chưa thử á. Chưa thử ha con. Là cái này đúng không chú? Nướng dùm con một cái bánh tráng chuối nha con. Dạ. Chú thích ăn cái gì? Cái gì nữa thì con. Con này con không biết ăn bánh phồng. Đó, đây coi chú, chị làm bánh tráng chuối nè. Thường năm á, tới ngày đưa ông táo với con với bà với mẹ đốt lửa ra nướng bánh tráng, cuốn đưa ông táo. Nó phình lên từ từ nữa nè. Chị cái chuối đó bao nhiêu? Nè em gửi. Ồ cái hồng nó hồng nó nhìn mê mắt luôn đó nha. Nó phình hay hết chú nha. Mình nướng nhiều khi nó bị sườn. Dạ. Mình nướng nhiều khi nó không hồng. Cực quá nó nướng nó hồng rất là cực luôn. Nãy em đưa nha. 20 hả? Còn con không nhớ. Con nhớ con đưa 10.000. Để cho chú ăn bánh tráng chuối rồi cho biết. Rồi, cảm ơn. Rồi, em cảm ơn. Bán đắt nha chị. Cả nhà mà có đi chợ buổi tối Sa Đéc nha. Ghé ngay cái cửa Nam nè, chợ Sa Đéc nè. Bánh tráng nướng ngon lắm. Bánh xào, các loại đồ ăn luôn. Nè. Cái này khu ra, khu tối. Bánh mì bông hoa là những cái trang trí thôi. Cái cây đây có bán súp cua. Rồi vừa là những hình ảnh mới nhất về buổi tối của ngôi chợ Sa Đéc, chợ trái cây đêm 25 Tết, năm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2023. Thì Trang quay sơ lược cho cả nhà coi, nữa Trang sẽ quay thêm động chi tiết hơn là ngôi chợ Sa Đéc một cái buổi ban ngày cho cả nhà cảm nhận không khí Tết ở thành phố Sa Đéc. Bây giờ thì Trang xin phép đi về ha, mình đi về.
sẽ di chuyển qua một ngôi chợ khác. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ. Vậy thôi. Đây. 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 Đường buổi tối mùa Tết này chạy xe đông quá, con chạy con cũng ngán. Ở đây người ta xài pháo giả nên người ta giao em nổ đùng 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 đùng. Đây là chỗ giữ xe, bên trong là nhà lòng chợ cả nhà. Gửi xe ở đây thì hình như không có gửi đêm, gửi ban ngày à. Tới khuya hả? Bà ngoại nhà gần đây không? Dạ, chú tôi chạy giam nè. Dạ, rồi bà ngoại đi bán dài dài lên chợ hả? Dạ, không có, tao có đi ra được, bị tiền chứ tao nước áp nó đi kéo hoài à. Dạ. Đi vòng 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 đây không à. Dạ, một ngày bà ngoại bán được chừng nhiêu tiền bà ngoại? 100 chốt con. 100 tờ ha. Dạ. Rồi ngoại ở nhà ngoại hay là ngoại đi ở nhà chợ? Có, cái nhà nó mãi cặp rồi, nhà nước nó nói sửa tới nay mà chưa sửa đó. Dạ. Dạ. À, nó nói sửa trong Tết mà tới nay chưa sửa. Dạ. Rồi nhà ngoại con cháu gì đông không? Không, có thằng cháu nội. Dạ. Mà nó lại bóng nó khổ vậy chứ. Dạ. Bóng mà nó đi hoài, nó bỏ bà nội không mình. Dạ. Trời ơi. Thường ngày gạo thóc rồi Tết trong nhà ngoại mua chưa mày? Dạ, quỹ ban nó không cho một chục ký với cái gì đó, nước tương, nước mắm rồi đó. Dạ. Dạ. Với mạnh thường quân đó, tại dạ. Cho mình 10 ký. Dạ, rồi ngoại bệnh tim đó là ngoại uống thuốc thường hả? Dạ, uống thuốc chuyên thuốc chứ. Dạ, uống bảo hiểm hay sao mày? Dạ, cháu gửi nào phải uống liền nè. Dạ, dạ. Thuốc tim với cao huyết áp. Dạ. Dạ. Rồi, con biết rồi. À, bà ngoại ơi, bữa nay con biết được ngoại ở thành phố Sa Đéc nha. Dạ. À, con thay mặt cho bác Tư ở Mỹ con tặng ngoại 200.000, con thay mặt cho bốn cô ở Mỹ con tặng ngoại 300.000 là 500.000 để ngoại về uống thuốc nha ngoại. Trời ơi, cảm ơn quá trời con ơi. Dạ. Quý biết nhiều. Dạ. Rồi. Quý biết nhiều. Dạ. Thôi ngoại đừng có khóc. Ừ, rồi cho ngoại ăn Tết vui nha ngoại. Giữ gìn sức khỏe hơn. Dạ. Cái này là số tiền 500.000 con gửi tặng ngoại của bác Tư với bốn cô ở Mỹ á. Dạ. Dạ bà ngoại nhận đi. Con tên gì vậy? À, dạ con tên Trang. Trang. Dạ. Ở đây ở đâu vậy? Ừ, dạ. Con ở đây ở đâu? À, con là người ở bên Cao Lãnh á, nhưng mà con qua phà là tới à. Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ, của bác Tư với của bốn cô nha, thầy của con. Dạ, ở bên Mỹ gửi cho. Dạ. Dạ, bữa hổm còn đổ lộn hết hai số, hết 200.000 nữa đó. Dạ. Dạ, thôi, ngoại đừng khóc, vô lên nha mày. Dạ, cảm ơn con. Dạ, rồi, con nắm tay ngoại cái ha. Dạ, dạ rồi con chào ngoại. Dạ. À, ngoại ăn Tết vui ha. Dạ, cảm ơn con. Dạ, ngoại nay bán nhanh về đi, về dạ. Nghỉ sớm một ngày. Dạ, về uống thuốc. Dạ, ngoại về uống thuốc. Ừ, con chào ngoại. Đi từ từ nha ngoại. Đừng té đường tối hết nè. Dạ. Nghiệp ngoại. À, dạ. Ngoại cất tiền kỹ kỹ cho ngoại. Con nói ngoại gì khóc. Hay bây giờ Trang đi tiếp cả nhà. Thank you.